kia. Thách anh làm diều cà tròn 1.5 mét mà dán bằng vở viết á. Ok em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh diều tốt của mình nhá. Mình là Trường Giáo Diều đây. Đó anh em nhìn thấy chưa? Cái thử thách mà làm diều 1.5 mét cà tròn mà khâu bằng giấy viết đấy anh em. Thì đây, đây là quyển vở viết của anh em đi học đúng không? Đấy, đúng không? Đấy. Mình sẽ dán vào cái này luôn. Diều thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi anh em ạ. Đây là diều 1.8 mét, không chẳng go vào thì được 1.55 mét anh em nhé. Con này thì mình chưa làm đuôi. Lan thì bằng lan carbon nhá. Giữa carbon có đâu ngoặt cánh thì mình bằng thủy tinh này. Đấy, cánh bằng thủy tinh. Đấy, nhìn đẹp mới đi rồi nhá. Giờ chỉ việc dán giấy vở học sinh là ok. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Đây là quyển vở học sinh nhá, mình đã chuẩn bị sẵn này. Đúng giấy học sinh chưa? Hai lọ keo nhá. Mình sẽ bắt tay vào việc để làm cái thử thách này anh em nhìn chưa? Một quyển vở này không tới này. Đấy. Chắc là phải hai tờ mới vừa anh em. Đấy. Bây giờ thì mình hắn để riêng ra một bên để mình dán cái giấy thành một cái như kiểu là miếng bạt lớn để dán diều anh em ạ. Cái diều này phải nói là hồi xưa cha ông ta làm diều toàn khâu bằng vải thôi, à gì nhở, giấy thôi anh em ạ, đúng không, diều giấy đấy. Đấy, không biết các bạn như nào nhưng mà trước chỗ mình là trong ngày xưa là hay làm diều bằng lấy cái vỏ bao xi măng ấy, xi măng ở trong có giấy ấy, đấy, lấy cái giấy xi măng ấy, mới ông dán diều. Nên mà lên anh em, thì mình hôm nay mình sẽ bắt chiếc để làm cái thử thách này luôn. Mình sẽ dán mấy tờ liên tục như này anh em nhá, để cho nó khô, khô bắt đầu mình mới dán được diều. Thì cái thử thách này thực sự ra là rất thú vị đấy. Mình thì cũng chưa thử dán cái này bao giờ, không lên được không. Thì bây giờ đang có gió, mình sẽ dán không. Mình sẽ đi thả cho anh em xem nhá. Cái đoạn mà đi làm thử thả xong nó có khó không ấy chưa? Mình sẽ dán như này sẵn hết rồi anh em, để cho nó khô đã nối mà mình mới dán vào diều. Đấy. Thử thách này thì là mình cũng muốn làm từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay giờ mình có thời gian để làm anh em xem được lên không. Cái keo này thì là nó lâu chết đó, nó không như cái keo. Cái keo dán giấy này thì nó lâu chết đó, nó không như cái keo 502. Chắc là cái con diều 1.5 mét này chắc phải hết quyển sắt này mất anh em. Tại vì dán mới được 6 tờ. Đấy, mình sẽ làm như này này. Cũng vừa anh ạ. Như này cũng vừa luôn này. Mình vừa ướm thử rồi. Nó vừa một tờ mình dán luôn cái đầu cánh này. Đấy, đẹp chưa? Bóc mình dán luôn đầu cái anh em ạ. Đó,
Đấy, mình sẽ dán luôn đầu cánh mình bôi vào xem thử ấn nó có dính không nhé. Dính anh em ạ. Phẳng đấy, dán kiểu này phẳng đi luôn anh em ạ. Ok nhá anh em, đẹp chưa? Cho mình sẽ lấy hay là mình dán vào xem vừa. Hụt anh em ạ, thiếu rồi. Mình sẽ lợi dụng cái đường này để vào dây giữa anh em. Đó, cái nọc. Lợi dụng cái đường của vỏ này. Cứng lắm, giấy này hơi cứng nhưng không biết là bị dính không. Mình đang định làm bằng giấy báo cơ, nhưng mà bảo làm bằng giấy ô vỏ học sinh thì mình sẽ làm bằng vỏ học sinh luôn cho anh em xem. Đó, bên này cũng ok rồi đấy, mình sẽ ướm vào. Ui xời ơi, đẹp mê ly anh em ơi. Đấy, chuẩn bị lên hình luôn. Anh em cứ có thử thách gì là cứ comment bên dưới, thử thách nào được nhiều like nhất thì mình sẽ làm anh em nhá.
16 tờ anh em nhá. 16 tờ đấy Facebook. Người ta học sinh người ta gọi là tờ giấy Facebook đấy. Anh em nào có thử thách nào mà hay ý nghĩa thì cứ comment bên dưới nhá. Được nhiều like nhất thì mình sẽ làm luôn. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô để mình cắt giềng để đi tả anh em nhá. Đấy thế này anh em nhá, giềng dán giấy của anh em nào đã xong nhá, dắt đây nhá. Bây giờ mình sẽ đi làm nào để thả nó lên không? Dán giấy này đẹp mê ly luôn. Đấy. Coi nói chung là nó cũng được anh em, nhưng không biết có lên không. Mình định làm đuôi nữa nhưng mà nghĩ mà bảo là giờ các cụ ca trong cái xưa làm diều dán giấy là không có đuôi thì mình sẽ làm kiểu diều truyền thống đấy không có đuôi anh em nhé. Còn nợ bạn nào cái đuôi hình tròn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ đi tả con diều dán giấy này anh em nhé. Diều dán giấy vở viết của học sinh nhé, xem có lên không anh em, comment cho mà lên hay không. Nhưng mà bây giờ mình comment nhá, đừng lúc mà thả lên rồi bây giờ mình comment nhá, lên hay không. Giờ mình sẽ đi làm nèo và đi dựt thả cho anh em xem nhá, không biết có lên không. Trời rất chi là nắng nhưng vẫn phải thả anh em nhá. À, đẹp lên đi luôn. Diều dán giấy. Nhưng mà mình nghĩ là lên đây nhỉ. Đây, thấy nó dẻo á. Quá ok anh em nhá. Anh nhìn chưa? Lên quá ok. Im lì luôn này. Nhưng mà hơi lắng một tí anh em nhìn có rõ không?
là thử thách làm siêu 1,5m dán vào học sinh đã lên anh em nhá. À, anh em nhìn chưa, đã lên rồi. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Thử thách này mình đã làm ok anh em nhá. Bây giờ mình có một bãi thả diều rất chi là đẹp luôn. À, rộng vinh hoàng, anh em nhìn diều ok chưa? Rất chi là lặng không đuôi nhá anh em nhá. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc video đây thôi. Trời nắng quá, làm diều lên rồi anh em nhá. Gió rất chi là đẹp. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Trường sáo diều, vua diều sáo, định giá mọi loại diều.